nay chúng ta sẽ cùng vẽ những mẫu vẽ rất là dễ thực hiện và có tính ứng dụng rất là cao mọi người nhé. Design cả một bàn, cả một bộ luôn này. Và chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghi Thảo đây. Ngày nay chúng ta sẽ cùng thực hiện mẫu vẽ quả dâu đối với cả một bàn tay. Trước hết chúng ta sẽ lựa chọn màu sơn trắng kem để chúng ta sơn lên nền nhé. Lần thứ nhất hơ đèn, lần thứ hai chúng ta cũng sơn đều tay và chúng ta hơ đèn. Ở lần thứ hai hơ đèn xong chúng ta sẽ vẽ nhé, lấy ra đây màu sơn đỏ nhé. Thầy sẽ cùng hướng dẫn mọi người vẽ bằng sơn gel luôn. Thật ra thì vẽ sơn gel được cái là tiện thôi, còn nếu như mà để vẽ mà đẹp thì gel vẽ vẫn là số 1 luôn nhá. Mình sẽ vẽ đường ô vuông ở đây và chúng ta sẽ vẽ quả dâu tay bên trong nhé. Đây là một mẫu vẽ thảo đảm bảo tin rằng là khách hàng của chúng ta, những bạn nào mà ở lứa tuổi trẻ hay là tin á, hay là những người thích vẽ sẽ rất là thích mẫu này. Mà làm cũng rất là dễ và nhanh thôi. Mình kẻ đều tay nhé. Chúng ta sẽ kẻ đều tay với các đường này, đường thẳng màu đỏ. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hình quả dâu cũng vẽ bằng sơn gel luôn. Đây là sơn gel mã 102 nha. Lát nữa ở cuối video Thảo sẽ chụp hình cho mọi người các dụng cụ cần là gì nhé. Mình hơ đèn cũng được và không hơ cũng được, bởi vì chúng ta vẽ quả dâu bên trong cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mình sẽ chấm một đường gel thật là đậm. Sau đó thì mình sẽ kẻ tán về hai bên để tạo hình một quả dâu nhé. Mình tạo hình trước, sau này nếu như to có bé thì mình sẽ chỉnh sau nha. Mình sẽ tạo hình dâu trước đã. Sau đó mình sẽ lấy thêm một giọt gel vẽ, một giọt sơn gel khác để chúng ta tô đậm quả dâu này nhá. Rồi. Đó. Sau khi đó thì muốn to hay muốn nhỏ, muốn to hơn một chút thì chúng ta sẽ chỉnh to hơn. Và hướng theo chiều nào mình cũng sẽ chỉnh nha. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ hơ đèn. Sau khi đèn xong mình sẽ vẽ lá của quả dâu tây này nhá. Đây là cũng là một cái lá của sơn gel thôi. Nếu như mọi người muốn vẽ mà không có màu xanh này, chúng ta có thể lấy xanh rêu cũng được, không sao cả nhá. Rồi mình sẽ vẽ hai phần tán ở bên trên, sẽ vẽ hai phần cái lá ở bên cạnh quả dâu tây và một phần lan xuống quả nhá. Và mình sẽ sử dụng lúc này là sử dụng gel vẽ màu trắng để mình chấm cái phần hạt nhá. Nếu mọi người thích có thể chấm nhiều hơn. Rồi mình sẽ hơ đèn nhé. Sau khi hơ đèn xong chúng ta sẽ sơn tốp và hơ đèn 99 giây nhá. Chờ đợi mãi thì cuối cùng chai tốp này cũng đã về tay của Thảo rồi đây. Mình sẽ hơ đèn nhé. Và ở ngón này chúng ta sẽ vẽ khác biệt là nhiều quả dâu hơn, quả dâu nhỏ nhá. Và sẽ có những quả dâu cắt nửa và quả dâu cả quả luôn, có quả to quả nhỏ là đến móng thứ hai. Ở móng này chúng ta sẽ vẽ nhiều trái hơn. Rồi mình cũng tạo hình quả dâu trước nhá, sau đó chúng ta sẽ tô kín phần bên trong. Sẽ không vẽ quả dâu theo một thứ tự nghiêng nhất định nhé. Mình sẽ vẽ nghiêng bên trái này, nghiêng bên phải này, thẳng này, cả quả này, nửa quả này và vẽ quả to, quả nhỏ nữa. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ vẽ những trái mà nó không có lộ hết ra đây nhé. Nó không có lộ hết ra, vì nó chỉ là một nửa trái chẳng hạn. Hoặc lát nữa chúng ta sẽ vẽ là có những cái lá dâu nó trồi lên trên cái móng này thôi, chứ chúng ta không vẽ trái nhá. Video ngày hôm nay thì có thể thời lượng hơi dài một chút xíu, mọi người hãy cùng theo dõi nhé, để đến cuối cùng chúng ta sẽ có những sản phẩm rất là xinh xắn ạ. Rồi mình sẽ sau khi vẽ lần lượt hết tất cả các quả dâu ở đây, mình sẽ vẽ những cái quả mà bị khuyết nha. Trên đỉnh sẽ vẽ một quả nữa này, nó chỉ lộ phần đuôi ra thôi. Đó, mình sẽ hơ đèn nhé. Hơ đèn xong mình sẽ lấy cái màu nước gạo, mình pha một chút sơn trắng lên cho nó đậm hơn và chúng ta sẽ vẽ phần bên trong như kiểu là cái phần màu trắng ở phần giữa quả dâu á mọi người. Ai thích dâu hay là ai biết đến dâu tây thì sẽ chắc chắn biết được điều này. Mình sẽ vẽ ở giữa nha, phần nhạt hơn. Và còn ở các quả kia thì chúng ta sẽ vẽ về chấm hạt và lá nha. Mình sẽ chấm bằng gel vẽ nha, chấm các hạt này sao cho xoay lên nhau, không phải bằng nhau quá nhé. Chấm theo ý thích, tùy thích của chúng ta thì chúng ta vẽ mới nhanh được, chứ không phải mình ngồi mình băn khoăn xem là bây giờ cái chấm này chấm như thế nào thì nó sẽ khá là lâu.
Khi theo dõi video mọi người cảm thấy hữu ích thì mọi người hãy vui lòng bình luận, hãy comment xuống phía bên dưới để cho Thảo biết nha. Để lần sau Thảo có động lực nhiều hơn, có động lực tầm 200% để làm những video khác dành tặng cho mọi người nhé. Bây giờ sau khi hơi đèn xong, mình vẽ hạt xong á thì chúng ta sẽ vẽ lá nhá. Lá này thì cũng không khác gì nhiều so với cái lá lúc nãy đâu. Đó, đây là họa tiết dâu tây được chúng ta làm lại một lần nữa thôi, chứ còn quả cái trái đầu tiên thì nó to, còn những trái này thì nó nhỏ hơn. Thật ra riêng mẫu vẽ dâu tây này không phải là mới nữa. Từ cách đây tầm hơn 2 năm rồi, khi mà Thảo còn mà làm tiệm á, thì các mẫu vẽ này khách hàng cũng rất là thích. Đến bây giờ cũng rất là nhiều bạn thích. Rồi. Bây giờ mình cũng vẫn vẽ lá ở trên phần cái nửa quả này nhá. Mình sẽ hơ đèn nhá. Hơ đèn xong mình sẽ vẽ thêm một chút vệt trắng ở phần giữa trái dâu tây này. Như vậy là chúng ta sẽ xong về hai họa tiết vẽ trong một bàn tay, còn ba ngón còn lại thì chúng ta sẽ sơn treo màu đỏ, chính là cái màu đỏ mà chúng ta vừa sử dụng để vẽ trái dâu tây đây. Mình sẽ sơn tốp lên nhá và nhớ hãy hơi đèn 99 giây. Ok, các ngón còn lại mình sẽ sơn đỏ như thế này nhá. Khi sơn những màu sơn mà đậm hay đặc một chút thì chúng ta sẽ không phải lo về việc chúng ta sơn không đều. Ít lo hơn, bởi vì chúng ta chỉ cần đều tay, đều lực một chút là ok rồi. Đây, mình sơn hai lớp xong, chúng ta cũng hơ đèn và đem đi sơn tốt nha. Đó, mình sơn tốt đều tay này. Và cùng xem sản phẩm cuối cùng nhé. Như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi đây ạ.